Hơn 30 tuổi, anh chỉ còn một bàn tay bình thường, tay trái và đôi bàn chân bị teo rút do di chứng của bệnh bại liệt quái ác. Nhưng với ý chí và nghị lực vươn lên, anh đã nỗ lực phấn đấu để tìm cho mình một hướng đi riêng và lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Lại Văn Điệp sinh ra tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Anh là một người thợ chạm khắc, cũng như một người thầy trong ngành đồ gỗ mỹ nghệ. Dù khuyết tật, nhưng với những ước mơ và khát khao cháy bỏng, anh luôn phấn đấu để khẳng định giá trị của chính mình. Em được 8 tháng thì vẫn khỏe mạnh, nhưng mà lúc bây giờ mình cũng xưa là không tiêm được cái phòng bại liệt, cho nên hết cái 8 tháng thì em nó bị sốt nặng. Thế thì sốt thì chị nó lúc đấy nó cõng thì tự nhiên nó thượt hết chân tay. Chị nó bảo là bố mẹ hôm nay em làm sao nó thượt hết rồi. Thì ra nó bị sốt bại liệt, nó liệt hết. Thế thành tôi với bà quắp mãi lên bệnh viện. Thì lên bệnh viện thì coi như nó cứ thượt như vậy thôi. Coi như là nằm úp mặt, coi như là liệt vị. Nhiệt hết cả toàn bộ thân này. Thì cứ như vậy thì buộc phải chữa ở bệnh viện Việt Bun 2 tháng. Nhưng chữa trong hai Việt Bun 2 tháng thì cũng không ăn thua gì. Coi như bệnh viện nó bảo cứ cho cháu nó về này, tìm thứ thuốc để chữa. Ngược thời gian, khi mới 10 tháng tuổi, cơn sốt bại liệt quái ác chợt ập đến, lấy đi quãng tuổi thơ hồn nhiên vui tươi trong cuộc đời một con người. Sau này, đến tuổi đi học, mỗi khi nhìn thấy chúng bạn vui đùa những trò chơi của trẻ thơ, anh lại thấy chạnh lòng biết mấy. Một đứa bé ngây thơ thì tôi cũng vô tư đến những đứa bé khác. Sau khi lớn lên có một cái sự hiểu biết, thì tự nhận biết về bản thân mình với thân hình khuyết tật. Như thế thì tôi cũng rất là buồn khi thấy xung quanh mình là những người bạn đồng lứa là vui chơi chạy nhảy và bản thân mình đã bị cô lập trong một khoảng khắc, trong một không gian chật hẹp trong một mái nhà nhỏ. Tôi rất là buồn và đôi khi rất là tự ti về bản thân, cảm thấy mình rất là bất lực vì thời gian đó thì những năm 80 điều kiện những cái trò chơi của các bạn đều những trò chơi dân gian. Ví dụ như chạy nhảy, còn bản thân tôi thì không tham gia là những cái trò chơi đấy, nên là bản thân cảm thấy là rất là tuyệt vọng. Tuy nhiên vì tính hiếu động trẻ thơ nên cậu bé Điệp không chịu bị cô lập một mình. Cậu tìm những trò chơi phù hợp với mình và thu hút bạn học đến cùng chơi. Thời gian này nó càng trôi đi và tôi nghĩ là bản thân tôi là rất là chán nản trong những cái cuộc chơi đấy. Thì tôi cũng tự nghĩ và cho mình là mình nên tạo dựng những cái trò chơi khác làm sao hợp với lại bản thân của mình để thu hút các bạn đến để vui chơi cùng với mình. Ví dụ như các trò chơi chơi cờ hoặc là chơi luyến. Thì những cái trò chơi đấy thì cũng đã thu hút được các bạn và các bạn đã đồng cảm đến vui đùa bên tôi để cho tôi quên đi những cái nỗi đau về thân thể và tạo những cái niềm vui riêng cho cuộc sống. Vì khó khăn đi lại nên anh đành phải gác lại những dự định đẹp đẽ của thời học sinh. Học hết lớp 9, anh xin gia đình cho dừng việc học lại và đi tìm hiểu nghề chạm khắc mỹ nghệ. Những bước đi tự lập đầu tiên nhiều gian truân, nhưng với anh nó lại là niềm vui, niềm tự hào khi tự đứng trên đôi chân tật nguyền.
tự xác định bản thân, thì cũng phải chia tay vào cái trường học của mình và tìm cái nghề để cho mình mưu sinh trong cuộc sống. Bởi vì những người khuyết tật như tôi thì cái lúc đó ấy, thì cái chính sách sử dụng người khuyết tật thì còn rất khó khăn. Giờ nay thì nhờ Đảng, nhờ nhà nước đã có sự quan tâm và đã có chế tài và quan tâm đến người khuyết tật, tạo công ăn việc làm với người khuyết tật. Nên những bạn khuyết tật bây giờ rất có nhiều cơ hội để làm việc. Như chúng tôi lúc đó thì cái kinh tế đất nước nó còn khó khăn, nên là cái tạo việc làm cho những người khuyết tật rất là khó. Nên là chúng tôi rất khó để tiếp cận với những cái ngành nghề. Nên từ cái suy nghĩ đó nên tôi quyết định là tìm học nghề để cho nó hợp với lại cái sức khỏe cũng như là cái khả năng vận động đi lại của mình. Và cái với nghề đó để giảm gánh nặng, thứ nhất để nuôi sống bản thân, sau là để giảm gánh nặng cho gia đình cũng như là xã hội. Nên là tôi quyết định tìm cái nghề để mưu sinh cho mình. Tìm đến với nghề chạm khắc, vì không thể bay nhảy như chúng bạn, nên anh muốn đặt hết tâm trí mình vào những đường nét. Muốn được gửi gắm tâm hồn mình vào những sản phẩm, để chúng thay anh bay đến mọi nơi. Hình ảnh cậu thanh niên say sưa làm việc, quên đi cả sự khắc nghiệt của thời tiết, khiến bao người cảm động. Có những khi mãi miết làm khiến bàn tay anh tê mỏi, nhưng cũng không hề làm anh nản chí. Như có một sức mạnh diệu kỳ giúp anh có nghị lực để thực hiện ước mơ của mình. Trong thời gian mà anh Điệp mà học tập và làm theo cái nghề của tôi thì là anh ấy là rất là chịu khó và có cái ý chí coi như là vươn lên. Tuy rằng là anh ấy là người khuyết tật thì là, nhưng mà cái ý chí của anh ấy thì tôi chưa thấy rằng những người mà bình thường mà được như anh ấy. Vất vả, khó khăn là thế, nhưng anh luôn có bố ở bên động viên. Bố như người bạn để anh chia sẻ những khó khăn trong công việc. Đối với những người khuyết tật về vận động của chúng tôi thì nó vô vàn là những khó khăn. Khó khăn trong đi lại, khó khăn trong giao tiếp, khó khăn trong sinh hoạt. Bây giờ lại đến với một cái nghề. Mà lại tôi lại chọn cái nghề là gỗ mỹ nghệ. Và nghề gỗ mỹ nghệ rất là khó khăn, kể cả đối với những người khỏe mạnh bình thường. Đối với những người khuyết tật cho chúng tôi thì lại gặp nhiều khó khăn thêm. Thì tôi đã phải quyết tâm hàng ngày, hàng giờ để làm sao thuyết phục được thầy. Để thầy cho mình học nghề cũng đã là khó rồi. Bởi vì những người như bọn tôi thì cái nghề gỗ mỹ nghệ nó rất là khó như thế. Mà đối với người bình thường học cũng đã khó rồi. Bây giờ nhận tôi vào thì không biết có theo được nghề không hay là bỏ dở. Mất thời gian của thầy, nhưng tôi phải thuyết phục mãi. Cuối cùng thầy cũng cảm động qua những cái lời thuyết phục của tôi và thầy đã cho tôi học nghề. Với ý chí và nghị lực vươn lên, chỉ sau một năm anh đã học thành thạo nghề. Nhưng không dừng ở đó, anh tiếp tục phấn đấu chinh phục những nét tinh xảo của nghề chạm khắc mỹ nghệ. Điệp có những cái tính cách cũng rất khác với lại mọi bạn bè cùng lứa, vì thấy bản thân mình không được bằng như bình thường, nhưng mà cái ý chí, cái vươn lên cho cuộc sống thì tôi cũng rất là cảm phục trước cái ý nghĩ của bạn. Sự quyết tâm của tôi đã cảm động đến ông trời. Tôi đã trở thành một người thợ chạm đồ gỗ mỹ nghệ và đã có một đồng lương thu nhập tuy nó ít ỏi nhưng đó là sự khởi đầu và một cái tia hy vọng sáng cho cuộc đời tôi. Chỉ với một bàn tay và trí óc, nhưng anh đã vượt lên được chính mình để trở thành một người thợ giỏi của nghề chạm khắc. Trong cái việc làm ấy thì là có những cái đồ thờ nó rất là khó đục, ví dụ như đục cái long ni quy phượng ấy thì rất là khó, thì là anh ấy rất là miệt mài qua cái sự chỉ dẫn của tôi.
Đấy, rồi là anh ấy tỉ mỉ từng cái đường nét một, đấy, những cái đường nét rất là nhỏ. Đấy, ví dụ như là bắt cái con chim, đấy, nó rất là nhỏ. Nên là anh ấy làm nó nhẩn nha. Đấy, nên là đến đâu là được đến đấy. Vậy nên là anh mới thành công trong cái công việc. Ngày ngày, những tiếng chạm đục lách cách vang một góc làng quê, và những người dân nơi đây ai cũng mừng cho người thanh niên khuyết tật đã đi qua được những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc sống để có được công việc ổn định. Nếu nói về cái thành công thì nó cũng còn rất còn là khiêm tốn, nhưng cũng một phần nào đó cũng mang được cuộc sống cho chính bản thân tôi, cũng gia đình tôi. Và nhờ cái nghề đó thì tôi cũng có thể giúp ích định hướng và tạo điều kiện cho các bạn khuyết tật cùng cảnh ngộ mình đến học nghề và thanh niên tại địa phương. Bằng kinh nghiệm làm nghề, anh không ngần ngại nhận dạy nghề miễn phí cho người đồng cảnh. Với những học viên có tay nghề vững, anh Điệp sẵn sàng nhận vào làm việc. Tôi chọn cơ sở của anh Điệp để làm nghề vì anh ấy rất là nhiệt tình và trong công việc thì anh cũng rất là thoải mái với công nhân. Từ một người khuyết tật tưởng chừng như vô ích với hai bàn tay trắng, nhưng anh đã vươn lên trở thành một người thợ giỏi và có được một cuộc sống ấm no mà nhiều người mơ ước. Trình độ, uy tín và sự nhiệt tình của anh đã thu hút được nhiều người tìm đến học hỏi. Cuối cùng đấy là cứ phải kiên trì. Bây giờ mà em đã làm được miếng nó ăn thì nói chung là gia đình rất mừng. Với những người khuyết tật, số phận không hề mỉm cười, bởi họ thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, sinh hoạt, học tập và khó có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. Đây là những vấn đề mà những người khuyết tật đang phải đối mặt, nhưng càng trở ngại, người khuyết tật càng cần vươn lên, cố gắng hết mình cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhìn bước chân khó nhọc và đôi bàn tay khéo léo cùng ý chí vươn lên của anh mà bất cứ ai trong chúng ta đều phải tỏ lòng khâm phục. Bản thân tôi là người khuyết tật nên tôi cảm nhận được cái sự khó khăn của người khuyết tật. Và từ những khó khăn đấy thì tôi rất là trăn trở và suy nghĩ. Tuy là mình không có một cái sức mạnh, nhưng mình cũng cố gắng hàng ngày hàng giờ nào đó, có thể là một phần công sức của mình đóng góp được cho xã hội. Cũng mong rằng là những bạn khuyết tật khác cũng có được một công việc, có được một cái nghề, có được đồng lương ổn định để cho các bạn đó mưu sinh được trong cuộc sống. Và cũng mong rằng là được sự quan tâm của xã hội để những người khuyết tật khác, người ta sẽ có được cái cơ hội. Tuy nó còn khiêm tốn nhỏ bé như tôi, nhưng Dũng rất mong rằng là những bạn khuyết tật khác cũng sẽ có được cơ hội như tôi. Với những cố gắng và ước mơ vươn lên, vượt qua rào cản của số phận để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, anh vẫn giữ trong mình quyết tâm chinh phục những ước mơ.